Mặc dù đây chưa phải là cây lớn nhất của cây di sản Pơ Mu trong vườn quốc gia Xuân Liên, nhưng mà hai cây này đối với tôi cũng sừng sững như hai cái cột chống trời. À, quả thật là thiên nhiên huyền diệu và cổ xưa, và có sức chở che con người thật sự. Đến đây ở đi trong những rừng Pơ Mu, thấy những mấu, những nghiến, những mấu, những cái vết sẹo, thấy những cái nỗi đau của rừng và thấy vẻ đẹp của những cái rễ, những cái mấu, những cái u, những cái nu, người ta gọi là cái nu, thì thật sự trong lòng tôi dấy lên một cái sự buồn bã, có cái gì đó oán trách, có cái gì đó thật sự là buồn trách cho những người luôn luôn muốn chiếm đoạt, cắt những cái u, những cái mấu, những cái khúc gỗ, những cái cây đại thụ này về để trang trí nhà cửa và phục vụ cái thú chơi trưởng giả và phản bảo tồn cho riêng mình. Không hiểu sao tôi nghĩ về những cái ngôi nhà của những người giàu, những khu sinh thái, những cái biệt thự, những cái trang trại mà chơi toàn mu với lại nu với lại mấu của các cái cây nghiến, cây pơ mu, các cây gỗ quý. Người ta cấm ở trong rừng, người ta bắt lâm tặc. Thế nhưng mà những cái nhà giàu trưng bày những cái đó thì không ai bắt cả và ai cũng khen. Vậy cái người kích cầu, cái người mua những cái hàng đó thì không bị xử lý. Lâm tặc người ta đi vào rừng người ta cắt thì lại bị xử lý. Chúng ta cần phải quản lý đồng bộ. Ai có cái đó là bị thu, bị giữ, bị xử lý và bị lên án quyết liệt. Thậm chí tiêu hủy nó đi, không bao giờ nó tồn tại trong dân gian nữa. Thì lúc đấy mới giữ được rừng.